Trước đó, lúc 15 giờ 30 ngày 3 tháng 11, Công an phường Hòa Lợi thị xã Bến Cát, phối hợp với tổ chuyển hóa địa bàn của Công an thị xã Bến Cát tuần tra, phát hiện nhóm đối tượng cầm theo nhiều hung khí, tụ tập để chuẩn bị đánh nhau ở khu vực ngã ba Lăng Xê, phường Hòa Lợi. Ngay sau đó, Công an đã mời các đối tượng về trụ sở để làm việc. Qua điều tra, Nguyễn Văn Thuận 18 tuổi, khai nhận do xảy ra mâu thuẫn với người tên Minh nên đã điện thoại cho Trần Đức Anh 21 tuổi, cùng quê An Giang, để cầu cứu. Sau đó, nhóm của Thuận có 8 người mang theo nhiều hung khí tìm đến quán cà phê A. Tờ, thuộc khu phố Hòa An, phường Hòa Lợi để gặp Minh giải quyết mâu thuẫn. Tang vật thu giữ. Tiến hành xác minh thông tin, công an xác định clip này được một người dân ghi lại cảnh xảy ra hỗn chiến liên quan đến nhóm của Thuận đã bị công an dây bắt vào ngày 3 tháng 11. Hiện, công an tiếp tục mở rộng, triệu tập thêm một số đối tượng khác có liên quan đến vụ việc để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Thượng tá Huỳnh Văn Thành cho biết thêm. Sáng 6 tháng 11, nhiều trang mạng xã hội đăng tải một đoạn clip dài hơn một phút ghi lại cảnh nhóm đối tượng hỗn chiến trên đoạn đường thuộc phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát gây xôn xao dư luận.